Xin chào quý vị và các bạn. Trên màn hình mà quý vị đang nhìn thấy đó chính là một chiếc kìm cộng lực bi cắt của Weha, một chiếc kìm cộng lực của Knipex và hai phiên bản, và tôi cũng đang lăn tăn về nó vì hôm nay tôi muốn làm video thử nghiệm chính hai cái sản phẩm này về thông số kỹ thuật cũng như là khả năng cắt. Tuy nhiên rằng đối với sản phẩm Knipex nó cái mã là 0101 à 7101 này, thì với cái phiên bản dài 200 như thế này thì khả năng cắt dây piano của nó lại đến 3.6. Và cái 160 là cái nhỏ như này mà khả năng cắt piano của nó 3.0, có nghĩa là cái phiên bản này thì lại cùng với cái Weha. Còn cái phiên bản cùng với 200 như thế này thì nó lại cắt được đến 3.6. Cái 3.6 này không phải là chính xác là không phải về quá về vật liệu, mà nó còn liên quan đến thiết kế về trục này, lực cắt này và về cánh tay đòn. Thế do vậy không phải là Weha nó sản xuất cái sản phẩm này là không cắt được 3.6, mà với cái phiên bản này, với cái kiểu lực bi cắt này thì cắt tối đa của nó chỉ được 3.6. Còn Weha chuẩn bị ra phiên bản kiểu như gần giống như này thì nó cũng cắt được 3.6. Thế do vậy là lưỡi của nó ấy, tôi kiểm tra ấy, thì cái lưỡi này nó sẽ dày hơn. Còn lưỡi Weha này thì nó sẽ mỏng hơn với cái phiên bản cùng nhau như này nha quý vị. Đó, thế do vậy là tôi cũng đang lăn tăn, nhưng mà thôi, về cơ bản thì tôi sẽ xét như này để cho công bằng là tôi sẽ không test cái này nữa. Vì cái này khả năng cắt của nó là 3.6, và tôi cũng không test cái lực bóp. Vì lực bóp tôi sẽ chọn cái 160, vì bản thân chắc chắn rằng nếu cái 160 như thế này thì lực bóp của nó sẽ bị nặng hơn. Đấy là tôi sẽ test hai cái này nha quý vị. Còn cái này thì có thể là test nhưng mà nó thông số của nó cao hơn hẳn rồi, nó sẽ khó để nhận biết hơn. Tôi không xét về lực nữa nha, mà tôi xét về khả năng cắt của hai cái kìm Đức này. Với cái phiên bản của Đức này thì cái cán của nó tôi nhập về lần này tôi lại nhập cái cán gọi là cán trơn thôi. Còn phiên bản của Đức này thì cán cách điện 1000V rồi, nhìn nó to hơn rất nhiều. Thế này thì đúng là quý vị có thể rằng là nhìn thấy dạ, một số quý vị tôi chắc chắn rằng sẽ bình luận lại là nó sẽ khập khiễng. Nhưng về cơ bản là do thiết kế của từng loại kìm, cái thứ hai là thiết kế của cái cơ cấu kìm ấy, cái cơ cấu này này để làm cho cái khả năng cắt dây piano của nó khác nhau, chứ không phải tất nhiên là cứ dài thì cái sẽ cắt được dây dài. Thế nhưng mà ví dụ như cái cây cái kìm cộng lực của quý vị mà dài 900 ấy, kìm cắt thép xây dựng bình thường ấy thì nó lại không cắt được dây piano này. Nó lại không cắt được dây piano đến 3.0. Thế do vậy cứ không phải là dài mà cắt được được dây piano cỡ lớn đâu quý vị nhá. Thế thôi, tôi sẽ test được hai cái này. Quý vị đừng có nhắn tin thắc mắc hoặc bình luận là so sánh một trời vực, và đây tôi chỉ xét là cái này khả năng cắt dây piano là 3.0 và cái này sẽ là 3.0. Hết, còn không xét về lực bóp nữa. Ok chưa? Và trên bàn tôi đã chuẩn bị một số cái dụng cụ để cắt nó rồi. Hôm nay mới có cơ hội để cắt nó. Đầu tiên là tôi sẽ cắt được thử độ chính xác của kìm. Tôi sẽ cắt giấy. Về cơ bản thì Weha làm cắt giấy nó rất là ngọt vì cái độ chính xác của nó cho phép đến 0.3% mà 0.03% cơ. Đó. Cắt cái nào đứt cái đấy ngay. Có nghĩa là quý vị biết rằng là tôi đã lấy một cái kìm mới và tôi chỉ còn một cái kìm duy nhất này mới để có thể test cho quý vị. Thế còn quý vị nào đang đặt hàng ở trên kênh mà người dùng cùng sản xuất ấy 100 ngàn ấy thì 20 tháng 9 nó sẽ về. Tôi sẽ cắt thử cái này. Tôi chưa hiểu là vì sao nó tạch một cái. Quý vị thấy không ạ? Đây. Đó, nó có một cái ngưỡng này. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mỏng nhất, do vậy là đó, cắt thì nó cũng bấm nó tạch một cái vào tay tôi, làm cho tay tôi cũng cảm giác rằng nó bị khất một cái. Nhưng về cơ bản độ chính xác của lưỡi kìm với cái hai phiên bản cái Nipex và Weha này thì rõ ràng là như nhau rồi. Đó, con này kể cả để ngập kìm nó cũng đứt như thế này. Có nghĩa là nó rất chính xác. Bỏ qua giai đoạn lưỡi cắt chính xác, khi mà lưỡi cắt lại được dây piano với điều kiện là phải cắt được dây,
còn cắt được giấy này, còn nếu không cắt được giấy thì có hàng lưỡi nó dày rồi. Tôi có một cái kìm đểu, tôi đi đường mà tôi thấy nó thì tôi thử cắt xem nó có đứt không đứt quý vị ạ. Xin lỗi đã thử so sánh một trời một vực. Về dây điện tôi cắt xem mức độ ngon nó như thế nào. Ở đây tôi đang để ở chế độ, không để chế độ power, tôi để chế độ thường đi. Ok, cắt cũng khá là ok đấy quý vị ạ. Con này cắt thì nó dứt khoát hơn, cảm giác rằng nó cũng nhẹ đấy quý vị nhá. Vì do cái cơ cấu ở phía chỗ này này, nó làm cho cái kìm bóp cũng nhẹ nhẹ đấy, chứ không không có, có nặng hơn cái kìm này đâu. Chưa chắc nó nặng hơn đâu quý vị nhá. Tôi cắt thử cái phiên bản này. Khá ok. Ok. Và tôi vừa bóp và tôi kiểm tra thì tôi thấy rằng ấy là kiểm tra tôi thấy thử đo cái miệng thì với cái miệng phiên bản này của cái 7101 này nó như thế này thôi là hết cỡ. Thế còn Q2 nó có hai chế độ, một là chế độ thường thì mở nó rất là to đấy, quý vị có thể nhìn thấy rằng nó rất là to. Rồi. Nó to hơn hẳn. Thế nhưng mà khi mà ấn vào chế độ power, đây, nó chỉ được như này thôi. Còn khi này có nghĩa là nó cộng lực và lực của nó sẽ tương đương với thằng này thì nó lại bằng nhau quý vị ạ. Về khe hở tính từ trục này, hai cái nó bằng nhau, độ mở của nó bằng nhau khi mà để ở chế độ cộng lực đó. Đấy là để quý vị rõ hơn, thì tôi cứ để ở chế độ cộng lực để tôi bóp. Tiếp theo nữa là một chiếc dây piano, tôi sẽ phải đánh dấu nó lại để tại một điểm để cắt nó sẽ dễ hơn, thì sẽ chính xác hơn cho quý vị. Tôi sẽ đánh dấu tại một điểm. Tôi sẽ đánh cắt để gần dây nhất, còn xíu nữa mà nếu mà nó phải chỉnh vào trong thì tôi sẽ chỉnh vào trong. Cái này thì sát đây, sát như này có nghĩa là đó, để tôi biết là rằng là chỉ cắt tại một điểm thôi. Ok, tôi sẽ cắt cái dây này ở trên kìm clipex. Thấy cắt nó ngọt lắm. Cắt là nó đẩy một cách dứt khoát, tại vì cái kìm này có một cái cơ cấu là đến đây phát nó tách, nó ấn xuống đẩy nó khực như này quý vị này. Đó. Rồi nó rất là dứt khoát, tôi sẽ kìm. Tất nhiên là với cái bi cắt này thì cũng khá là ok, cũng khá là ngọt lịm. Tôi kiểm tra trên hệ thống ánh sáng thì tất nhiên là chưa có hiện tượng gì của lọt sáng cả quý vị ạ, chưa hiện tượng gì cả. Tiếp theo nữa là đến một cái đinh. Nhìn cái kìm 160 của Kinepex này thôi nhưng mà bóp nó khá là nhẹ nhàng đấy quý vị nha, không hề nặng một chút nào đâu, không hề nặng. So với một trời một vực cái kìm này quá. Thế nhưng mà ví dụ như cái kìm này là 180, tôi cắt thử cái lò xo tôi nghĩ rằng nó còn không cắt được. Nó bị lõm một ít quý vị ạ. Cái này đã lõm rồi. Rồi cái này thì là bỏ đi thôi. Nhưng đến cái này thì chắc chắn là cái kìm thường sẽ không thể cắt được. Và tôi sẽ tiếp tục cắt cái kìm này. Ồ, đây là dây cứng rồi. Xin lỗi. Đây tôi sẽ cắt một cái dây lan lan hoa. Quý vị có thể nhìn thấy rằng ấy nó chỉ bị bạc một lớp sơn đi. Tuy nhiên là tôi nhìn ở mắt thường thì cũng chưa có thành phần lõm cái gì cả. Tuy là cái kìm Knipex kia nó Knipex là nó ngắn, thế nhưng mà lực bóp của nó chỉ nặng hơn cái kìm Q hàm một chút thôi quý vị ạ.
chứ nó không quá là nhiều như mà tôi đã từng nghĩ đâu. Cắt thêm một phát nữa dây to này. Đây, biết là cái cây kìm này có bóp được không. Dây này là quá to đối với cái kìm này, còn cái kìm này tôi nghĩ rằng là ok, tôi sẽ cắt được ngay. Cái kìm này là 4 chấm mấy đấy quý vị ạ, nó quá là lớn. Tí nữa tôi test phát cuối cùng. Đây, tôi cắt dây nhỏ hơn là cái dây lò xo xe máy nhá, à dây nan hoa xe máy. Wow, cái này cũng khá là cứng rồi. Tiếp theo tôi cắt cái kìm này. Do là cái kìm này đúng là thiết kế nó ngắn hơn, nên do vậy là cái cánh tay đòn nó nhỏ hơn, nên lực bóp của nó phải lớn hơn quý vị. Đến giờ này tôi trải nghiệm được rằng là cái việc là cánh tay đòn cũng khá là quan trọng, vì nó ngắn hơn, do vậy bóp nó chắc hơn. Tôi đã cảm giác là có một chút khe hở nhỏ ở đây, khe hở li ti đây, quý vị có thể nhìn thấy. Không biết quý vị có thể nhìn thấy không. Cái này tôi kiểm tra thôi. Cái này cũng bắt đầu có khe hở nhỏ nhỏ, có nghĩa rằng là đã có một cái cơ tính nhỏ, khi mà lực lớn như này nó chỉ mòn đi, gọi là ánh sáng lọt qua mà thôi. Đây là đến dây cuối cùng. Cái dây này thì là khá là cứng, mà cắt thì chắc là tôi vẫn cắt được, nhưng cái kìm này sẽ không cắt được. Tôi sẽ cắt dây piano. Đây là dây lò xo và đây là dây piano, được gọi là dây piano, và cái này là 2.7. Chiều rộng của nó 2.7. Ở video trước tôi đã. Wow, nhảy quang quang quý vị ạ. Và tôi cũng có thấy một cái ánh sáng lúc nhỏ lên trên đó. Wow, cái này cũng vậy. Về cơ bản ấy thì ánh sáng lọt qua với hai phiên bản này là như nhau với cái này. Vì quý vị phải biết rằng ấy, khi nó cắt được cái dây cứng như thế này ấy, thì chắc chắn là cái lưỡi này sẽ bị biến dạng một phần. Nhưng nó cho phép là biến dạng rất là nhỏ, có nghĩa là ánh sáng có thể lọt qua một chút cũng không sao cả, vì cái này nó cứng nhưng mà không phải là cứng gấp mấy lần cái này, mà cái này nó cứng chỉ đến khoảng 68 Hz. Đấy là khi tôi xong và RAM xong, cái này cũng thế. Còn cái này ví dụ như này là 54, 52 đến 54 Hz rồi. Rồi nó chỉ cứng hơn một phần thôi. Mà trong khi đó cái này nó là tròn và cái này là lưỡi phẳng. Rồi chắc chắn là cái độ biến dạng thì cho phép được quý vị ạ. Và cái cuối cùng là cái này là không cho phép hoặc là không chuyên. Vì với những cái phiên bản kìm này thì nó chỉ cắt là cái tròn mà thôi. Nhưng tôi vẫn cắt. À, nó nhẹ nhàng. Cái này nó không quá cứng. Thế thì tôi sẽ cắt lần cuối cùng là cái này. Xem cho nó. Kìm này không cắt được quý vị ạ. Tôi gân cả hai tay để cắt đấy quý vị. Tôi đã gân cả hai tay này để cắt. Và kết quả nó sẽ là, nói chung là không thành vấn đề. Với cái phiên bản mà nó khoảng 54 Hz thì không nói, đây cùng một cái khối, à cùng một cái chiều dài, tôi sẽ cắt kìm này, tôi sẽ không cắt kìm kia nữa. Ai da, à chứng tỏ lực của nó sẽ là, ui tôi cố tình cắt nó đấy để cho nó bằng đứt thì thôi, thì tôi xem nó như thế nào. Với phiên bản 3.6 này thì nó sẽ bị giãn một tí sơn đi như thế này, nhưng mà nó cũng không thành vấn đề gì trong cái quá trình sử dụng cả. Nói chung không thành vấn đề. Với những cái dây to như thế này là 4 chấm mấy và dây bằng inox rất là cứng rồi, nhưng mà với phiên bản này tôi thấy rằng ấy, nó cũng có một cái hở nhỏ nhỏ li ti một xíu như này thôi. Còn cái này cũng thế, cái này cũng có biến dạng gọi là một xíu, không có cái gì đáng 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 nói gì cả, quá nhỏ thôi, không có gì đáng nói cả. Và quý vị dùng thì sau này quý vị dùng sẽ ok hơn. Thế đấy là tôi vừa mới test thử là cùng một cái lực cắt thì đúng là cái này nó nhỏ hơn, nhưng khả năng dắt dây cắt dây piano 3.0 bằng cái thằng này. Nhưng mà lực cắt thì
Khi mà cắt cái dây to này thì cái này và cái này lực cắt gần như là tương đương nhau. Không có cái gì là lớn hơn quá kinh khủng cả. Còn khả năng cắt của nó thì đấy, đến giờ này là cắt nhiều như vậy tại một điểm thì nó sẽ có một biến dạng khe hở nhỏ nhỏ li ti, mà quý vị có thể thấy là cả hai phiên bản này cũng đều có khe hở. Và đến chính cái này khi cắt cái dây 4.0 nó cũng có khe hở nhỏ một chút. Nếu còn đâu thì tần suất cho cắt cho phép cắt với Guiha và Kinepec thì vẫn là khoảng 30.000 lần cắt với những cái dây mềm. Những cái dây ví dụ thông thường như cái loại đinh thép hoặc các thứ nhà quý vị thì cắt đến 30.000 lần không vấn đề gì cả. Thì đấy là, thì nếu mà xét xét về hôm nay là có video này, tôi có thể khẳng định với quý vị rằng ấy, với Guiha và Kinepec nó là một cái sản phẩm của Đức. Do vậy thông số cắt của nó và khả năng cắt của nó tôi nghĩ rằng ấy là gần gần tương đương nhau, cũng là 1/9 1/10 mà thôi quý vị ạ, không có gì kinh khủng lắm cả. Thì cái phiên bản này là giá 940.000 đồng, còn cái phiên bản này là 1.468.000, 1.000.000 bao nhiêu, 1.120.000 đồng là cái phiên bản này đó. Còn cái phiên bản Guiha này là trước đó ấy là 1.250.000 đồng, và vừa rồi khuyến mại với cái chương trình là chúng tôi đã nhập số lượng nhiều về là còn 750.000 đồng. Và hôm nay ở ở video này hoặc là vẫn là như chương trình ở video nữa đấy, là đang có chương trình của Guiha đến 20 tháng 8 kết thúc là người dùng cùng sản xuất đó, thì quý vị vẫn có thể đặt hàng một cái chiếc kìm này, và chỉ cần đặt cọc hoặc nhắn tin số trên kênh đang chạy trên kênh đó, đặt cọc 100 ngàn và sẽ giao hàng ngày 20 tháng 9 và chỉ có giá 540.000 đồng. Có nghĩa rằng là bằng nửa cái này quý vị ạ, mà khả năng cắt của nó vẫn như nhau, cán lại còn cách điện 1000V lại còn béo như này. Hoặc quý vị là fan cái Nipex thì hãy đặt hàng cái Nipex. Đây, có luôn một phiên bản nữa dài 250 luôn này quý vị này. Đây, chiều dài 250 là 1.476.000. Là phiên bản dài hơn thì quý vị có thể lựa chọn. Không thì đây, với chương trình của Guiha là người dùng cùng sản xuất, quý vị có thể đặt cọc 100.000 đồng để có thể đặt được cái kìm này với giá 540.000 đồng. Quá ok luôn quý vị ạ. Đây, 540.000 đồng chỉ cần đặt cọc 100.000. Và tất nhiên rằng tôi nói lại là khoảng 20 tháng 9 mới có hàng quý vị nhá. Thế còn Kinepec, quý vị nào đặt Kinepec thì vẫn đặt bình thường. Quý vị đặt Guiha, thích Guiha thì đây, giá quá ok luôn vì chương trình người dùng cùng sản xuất. Và kết luận lại rằng ấy, với phiên bản này thì hai phiên bản cùng lực cắt với nhau, chiều dài khác nhau thì giống nhau thì lực cắt giống nhau. Còn khả năng cắt của kìm Guiha và Kinepec đến giờ này tôi gần như phá nát rồi, mà độ của nó, độ cứng của nó gần gần tương đương đương nhau. À, rất mong quý vị là ủng hộ Kinepec và Guiha. Và đây có chương trình rất đặc biệt, một lần nữa tôi muốn nhắc lại là quý vị hãy nhanh chóng đặt cái hàn kìm này, chỉ có giá 540.000 đồng, chưa từng có tại Guiha. Do cái này chương trình do hãng Guiha tài trợ. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào những video sau.